thấy tụi con chia sẻ thông tin về cậu Năm đó, cũng mừng lắm. Với cái tự nó mừng quá, bây giờ nó mừng quá. Dạ. Cô cũng đồng lòng là cũng giống như nữ thần đó. Dạ. Đúng rồi. Cái người mà khắc không có gọi là không có gọi là không có về cậu. Dạ. Là nghiêng về bức tượng đó thôi hay là còn vấn đề gì khác nè cô? Không, rồi giữ lên là nhất rồi con. Trên tuyệt đỉnh luôn. Dạ. Cảm ơn cô nhiều ạ. Vâng. Chúc cô luôn mạnh khỏe. Vâng, chúc cô luôn mạnh khỏe. Quên cái giỏ đi, của cô cái giỏ này dạ. Đi từ từ đó, cẩn thận đó con. Mắt của cô yếu. Mắt của cô yếu quá. À, vừa rồi có một cô đến từ thành phố đến đây để hấp hơn cho cô nghệ sĩ Vũ Linh và chia sẻ một vài điều về bức tượng của cô nghệ sĩ Vũ Linh. À, cô nói giống như là một nữ thần vậy các bạn, chứ không phải là cô nghệ sĩ Vũ Linh. Rất là vui khi cô đã đến thăm phòng mộ của cô nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Qua đây, qua đây. Dạ. Dạ. Con mới nhét lắm. Dạ. Từ từ đi ra cho con. Con. Dạ. Cô hát nghe cho cô nghe sự vụ lên. Vô là tạm biệt nữa. Cô đang muốn đi dưới lên lặng đồng một chút thời gian rồi còn đó một lý. Quá tuyệt vời luôn. Cô gờ những cái bức ảnh của cô này sẽ vô lên. Bà hôm nay có phải là bà lên bà kiếm cái bức tượng đá bà coi đúng không? Không, cô coi trên mạng. À. Tôi thấy bức rõ. À, thấy bà thấy tượng đá đó sao? Thấy rồi, rồi tối rồi. Tối rồi ha. Dạ. Tối cô thấy người ta chở tới như dạ. xe chở tới mấy người khi vô rồi. Bà thấy tượng đá thấy đẹp không bà? Không. Không hả? Không. À, không là bà thấy như sao? Giống như nữ thần vậy con, không có giống. À, giống như là tiên nữ vậy hả bà? Dạ. Chẳng thà để cái tấm hình mà thấy mới là cậu Năm. Dạ. Bây giờ cô về nha. Bây giờ cô về để sao ôm cái chồng. Dạ. Không có biết được thôi, tụi con đừng có ra quay nó tội nghiệp. Dạ. Dạ. Rồi cô ra đi rồi con ở đây. Ở sớm nha con. Dạ. Rồi bây giờ thì ra cô về. Thấy tụi con xúc động lắm. Dạ. Cô về nha. Dạ, cô về. Chào cả nhà. Con thấy dạ. Cô tới đây thì tụi con cũng xúc động quá trời. Dạ. Cô lớn tuổi rồi. Dạ dạ tụi dạ, dạ. Con. Dạ dạ. Rồi, dạ dạ. Rồi, dạ dạ. 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 Phân vừa gọi là lời chia sẻ của một cô đến từ thành phố. À, vì không hết cái bức tượng đó, không hết bức tượng của cô nghệ sĩ Vũ Linh, cho nên cô chia sẻ một cách tận tình. Trước khi cô ra về, cô còn đi từng từng bức ảnh, cô còn động vô bức những cái bức ảnh của cô nghệ sĩ Vũ Linh nữa, rất là thương mến nhé. Phân cảm ơn cô rất nhiều. Phân các bạn
các bạn đang xem kênh B Lóc Móc Tiêu. Nếu các bạn cảm thấy hay thì có thể đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Giờ cô đi ra về nhé các bạn. Dạ cảm ơn cô rất nhiều nha. Vì cô làm một việc khán giả thôi, cô có quyền để góp ý hoặc chia sẻ một cái gì đó với phần mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Phần nhận tấm ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh rất là đẹp, rất là lung linh luôn các bạn. Ở bên đây là mộ của cô Hanh Kim Huệ nhé, một người nghệ sĩ rất là đa sắc đa tài luôn các bạn. Cô Hanh Kim Huệ sắp bên cô sắp bên nghệ sĩ cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Vâng, các bạn cũng biết là có rất là nhiều cô chú anh chị nhắn tin cho B Lóc Móc Tiêu tỏ ra là không thích cái bức tượng này cho lắm, cho nên bức tượng này sẽ đem về cái chỗ nơi chỗ nó xuất khẩu nhé, nơi chỗ cái chỗ nó mà sẽ xuất ra các bạn. Để làm lại những để làm lại bức tượng khác để chúng ta cùng theo dõi kênh B Lóc Móc Tiêu để biết được cái bức tượng này như thế nào nhé, bức tượng mới này như thế nào nhé. Phương mình đang đứng ở phòng mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cố nghệ sĩ Vũ Linh là một người đã rất là tài, khiến nhiều người mến mộ. Cho nên các bạn không ngạc nhiên tại vì có những cô chú đến đây để hấp nhang cho cố nghệ sĩ Vũ Linh nhé. Dạ có anh chị mới đến từ xa nhé các bạn, chúng ta cùng phỏng vấn xem nhé. Trái gì vậy ta? Đu đủ. Dạ, con chào chú à. À, đu đủ với chuối là biết rồi. Cái món này là con thấy chuối chứ. Dạ, đây con còn lát. Hôm qua cậu Thành có nói là ăn chuối. Ý là có ăn, không có ăn, đúng rồi. Ít lắm chứ. Ăn cơm xong thì mới ăn thôi. Bây giờ cô chú anh anh Dũng này Bình Dương này chú dạ luôn anh Khánh dạ này cũng đu đủ vàng với là chuối xinh đen. Hai cái món này cậu Năm Vũ Linh rất là thích nè, sau khi mà gọi là ăn cơm xong á thì tráng miệng á. Bây giờ đem đu đủ. Ở trên bàn thờ cũng cúng những cái món chay nhé các bạn. Ba cái tủ này theo như em biết như đây không phải là dưới đây mình đá mạ nó mới có phải đi đủ, đây là không phật cũng không đi đâu chứ đá mạ chạy là chỉ chạy thì bên trong thì mấy anh đang còn kéo bên tay rồi mình tra lại cái mà tạo mẫu cho mình chắc được rồi ha. Thôi ơi đây cũng có là phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực và video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hân ái chào tạm biệt.